Messi ghi bàn, Inter Miami thắng 4-0 Atlanta United tại trận đấu mới. Trận đấu giữa Inter Miami và Atlanta United sáng ngày 26 tháng 7 diễn ra với sự nhập cuộc tích cực hơn từ phía đội chủ nhà Atlanta. Chỉ trong phút thứ nhất, Jorgos Zagumakis đã thực hiện một cú sút mạnh đưa bóng đến gọn tay thủ môn Greg Callender, tuy nhiên, bóng lại đập vào xà ngang và bật ra ngoài. Hai phút sau đó, Brook Lennon thực hiện pha tạt bóng từ cánh phải nhưng không thành công khi bóng lại đập vào cột dọc. Tuy nhiên, Inter Miami đã dần lấy lại thế trận và Messi đã trở thành người mở tỷ số cho trận đấu. Sau một pha sút chéo góc bắt cột của Messi ở phút thứ 8, tiền đạo người Argentina đã tỏ ra rất nhanh nhẹn để tận dụng cơ hội và ghi bàn mở tỷ số cho Inter Miami. Sau bàn thắng, Inter Miami tiếp tục kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy dangerous đối với khung thành Atlanta United. Phút thứ 22, Messi tiếp tục ghi tên mình lên bảng tỷ số sau một pha đệm bóng kỹ thuật từ quả tạt cánh trái của Robert Taylor. Sergio Busquets cũng góp phần quan trọng trong tuyến giữa của Inter Miami khi tạo ra sự ổn định và tạo nên lợi thế trong việc kiểm soát bóng và tấn công. Phút 44, đội bóng chủ nhà gia tăng cách biệt lên 3-0 sau một pha dứt điểm chính xác từ Robert Taylor sau đường chuyền của Benjamin Quimaschi. Sang hiệp 2, Inter Miami tiếp tục thể hiện sự vượt trội và phút 54, Messi đã tự mình lập công để hoàn tất cú đúp của anh. Cú chọc khe tinh tế của Messi đã giúp Robert Taylor thực hiện cú sút chéo góc không thể cản phá, nâng tỷ số lên 4-0 cho Inter Miami. Với chiến thắng thuyết phục 4-0, Inter Miami đã có một khởi đầu mỹ mãn tại trận đấu mới và Messi tiếp tục thể hiện sự ảnh hưởng lớn trong đội hình của họ.